Xin chào các thầy cô, xin được tự giới thiệu, tôi là Cao Thị Dung, hiện đang là giáo viên tiểu học với hơn 6 năm kinh nghiệm. Khoảng thời gian có thể không dài nhưng cũng đủ để tôi tích lũy được kinh nghiệm trong việc giảng dạy của mình. Hôm nay tôi rất vui được gặp lại mọi người trong buổi chia sẻ về các phương pháp, kỹ thuật trong dạy tâm lý học cho trẻ em. Thưa thầy cô, nghiên cứu cho thấy dạy học tâm lý cho trẻ đặc biệt quan trọng vì nó có ảnh hưởng lớn đến việc một đứa trẻ có phát triển tình yêu đối với học tập và tình yêu đối với cuộc sống hay không. Vậy nên trước mỗi tiết học, tôi luôn dành thời gian chuẩn bị để có được một nội dung giảng dạy tốt, thu hút sự chú ý của học sinh và truyền đạt ý tưởng bài học hiệu quả, tạo ấn tượng lâu dài đối với các em học sinh của mình. Để việc minh họa được rõ ràng hơn cho các thầy cô, thì tôi sẽ lấy một chủ đề thực tế để triển khai với những phương pháp phù hợp. Và chủ đề ngày hôm nay tôi lựa chọn là Hay cáu giận, dành cho các em học sinh lớp 2, nằm trong cuốn sách Tâm lý học đường của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Ba phương pháp mà tôi sẽ sử dụng để dạy học chủ đề này là phương pháp động não kết hợp báo cáo vòng tròn, phương pháp hỏi đáp và phương pháp đóng vai. Đầu tiên, tôi xin đi vào phương pháp động não tập thể kết hợp báo cáo vòng tròn. Thưa thầy cô, phương pháp này tôi sử dụng với mục đích nhằm huy động những ý kiến, những dữ kiện mới mẻ, độc đáo về một chủ đề nào đó từ tất cả các học sinh tham gia thảo luận trong buổi học ngày hôm đó. Học sinh sẽ được cổ vũ tham gia một cách tích cực, các con không bị hạn chế về ý tưởng nhằm tạo ra một cơn lốc các ý kiến giúp giáo viên có thể dễ dàng chốt kiến thức của bài. Và tôi lựa chọn sử dụng phương pháp này cho phần đầu tiên của bài, đó là hoạt động quan sát và nhận biết. Cách thức tổ chức của phương pháp này như sau, tôi sẽ thực hiện qua những bước. Bước 1, tôi mời học sinh quan sát những bức tranh mô tả tâm trạng hay cáu giận và yêu cầu các con gọi tên. Ví dụ như các thầy cô có thể quan sát ở đây, các con sẽ gọi tên được đây là bức tranh mô tả bạn nhỏ đang ném đồ ăn, bạn nhỏ ăn vạ, hay bạn trai tính hung hăng, thích gây chuyện với người khác và rất nhiều những cái hình ảnh ở trong sách giáo khoa cụ thể ở đây. Và bước thứ hai, tôi sẽ yêu cầu các con hoạt động cá nhân thời gian 3 phút để tìm ra nguyên nhân của việc hay cáu giận và đây chính là khi các con cần động não. Sau khi các con đã hoạt động xong thời gian cá nhân thì sẽ báo cáo theo vòng tròn. Giáo viên sẽ yêu cầu các con trả lời không được trùng nhau và ít nhất là một lượt. Bước thứ ba, tôi sẽ yêu cầu học sinh phát biểu và giáo viên là người tổng hợp lại các ý kiến này. Và ở đây thì tôi đã nhận được rất nhiều ý kiến của các con như là bạn nhỏ có tâm trạng như vậy bởi vì là phải học nhiều này, hoặc có bạn là theo con là thưa cô là bạn không được mua đồ chơi này, hoặc là bố mẹ không cho đi xem phim, bố mẹ mắng, hay đơn giản như là bị con chó ở nhà cắn đôi giày thôi, hay là tự nhiên bị ngã, vân vân, rất nhiều những ý kiến khác. Và bước thứ tư thì từ những ý kiến của các con, tôi đã đúc kết, lựa chọn những ý kiến đúng, lượng giá thành quả động não tập thể và chốt kiến thức của bài. Ở đây tôi đã chốt kiến thức như sau. Lúc đó tôi sẽ hỏi các con, theo các con thì những hành động đó như thế nào? Và nhận được câu trả lời từ các con là thưa cô, hành động đó không phù hợp, có thể gây đánh nhau, mâu thuẫn, làm tổn thương người khác và những người hay cáu giận thường sẽ khó tham gia các hoạt động tập thể với mọi người ạ. À, vậy thì tôi sẽ chốt luôn. Các con thấy không? Tất cả những hành động hay cáu giận là phản ứng của bản thân khi ta không hài lòng về một điều gì đó. Nó xảy ra ở rất nhiều trường hợp như các con đã vừa kể ra ở trên đây. Những hành động đó thật chưa phù hợp đúng không nào? Nếu cáu giận chúng ta có thể gây tổn thương người khác hoặc dẫn đến mâu thuẫn, đánh nhau. Và những người hay cáu giận cũng sẽ khó khăn khi tham gia hoặc không được chào đón trong các hoạt động tập thể. Vậy thì khi gặp những trường hợp như vậy hay thấy bạn như vậy thì chúng mình sẽ xử lý như thế nào nhỉ? Bây giờ cô trò chúng mình sẽ chuyển sang phần ứng xử nhé. À vậy các thầy cô có thấy không ạ? Ở đây tôi đã chốt kiến thức một cách rất nhẹ nhàng và đồng thời tôi đã tiếp nối để dẫn dắt vào hoạt động tiếp theo. Thưa thầy cô có thể thấy khi chúng ta yêu cầu học sinh suy nghĩ hay đưa ra một ý kiến, một vấn đề nào đó, nhưng học sinh thường hay có thói quen ỷ lại. Vì thế cái hoạt động mà người giáo viên mong muốn tạo ra trong lớp học mình thì không đạt hiệu quả cao. Vậy thì phương pháp động não tập thể kết hợp báo cáo vòng tròn này đã giúp tôi khắc phục được vấn đề đó. Đó là kích thích học sinh phải suy nghĩ này, đưa ra ý kiến của mình. Một nhóm thì chỉ có vài ý kiến, nhưng cả lớp sẽ đưa ra được rất nhiều ý kiến khác nhau. Và vì giáo viên đã yêu cầu ai cũng phải báo cáo và câu trả lời là không được giống nhau. Đồng thời tôi có thể dễ dàng tổng hợp kiến thức bài học qua các ý kiến của các con ở đây. Vậy thì đây là một cái phương pháp dạy học tích cực mà bản thân tôi cảm thấy rất là thích. Phương pháp động não này thì coi là một trò chơi, có thể là gọi cho mọi lứa tuổi và rất là dễ thực hiện, không tốn kém, sử dụng được hiệu ứng cộng hưởng, huy động tối đa trí tuệ tập thể.
huy động được nhiều ý kiến và tạo cơ hội cho mọi thành viên tham gia. Đặc biệt, phương pháp động não này phù hợp gần như tất cả với các phân môn và thầy cô có thể tiến hành một cách sinh động cả trong phòng hay là cả ngoài trời. Và thường là khi dạy học thì tôi hay kết hợp các phương pháp với nhau, chứ thường ít khi tôi dùng đơn lẻ một phương pháp nào cả. Lưu ý cho các thầy cô về phương pháp này. Khi triển khai phương pháp động não trên lớp, thầy cô lưu ý không đánh giá và phê phán trong quá trình thu thập ý tưởng của học sinh. Thầy cô nên liên hệ với những ý tưởng đã được trình bày và khuyến khích số lượng các ý tưởng. Đặc biệt, cho phép sự tưởng tượng và liên tưởng của học sinh. Trong ví dụ trên tôi vừa trình bày, tôi đã sử dụng phương pháp động não tập thể công khai, nghĩa là học sinh sẽ phát biểu ý kiến trực tiếp với thầy cô. Vậy thì các thầy cô cũng có thể sử dụng phương pháp động não viết hoặc động não không công khai. Thời gian có hạn nên tôi chỉ giới thiệu được một phần nhỏ, hai phần còn lại tôi xin gợi ý để thầy cô tìm hiểu thêm ạ. Phần 2, tôi xin trình bày với thầy cô kỹ thuật hỏi và trả lời. Mục đích: ở đây tôi sử dụng kỹ thuật này để giúp học sinh hình thành kỹ năng ứng xử qua quá trình lắng nghe và đưa ra phương án ứng xử khi chính bản thân mình hay bạn bè của mình cáu giận. Hình thức tổ chức của kỹ thuật này như sau. Đầu tiên, giáo viên sẽ yêu cầu một học sinh đưa ra tình huống mình gặp phải hoặc bạn mình gặp phải để yêu cầu cách giải quyết. Giáo viên sẽ chỉ định người đưa ra câu hỏi và lấy tinh thần xung phong hoặc chỉ định người giải quyết vấn đề đó. Ví dụ, học sinh A: hôm trước tớ đã cáu giận và khóc lóc với bố mẹ khi phải làm bài tập đến 10 giờ đêm. Cậu có thể giúp tớ từ lần sau không cáu giận nữa không? Và giáo viên sẽ gọi học sinh B xung phong: theo tớ, cậu nên sắp xếp lại thời gian biểu của mình và cách học tập. Ở trên lớp, cậu nên tập trung nghe cô giảng và tranh thủ làm bài, nếu có thể làm luôn. Buổi tối khi cậu ăn cơm xong, nghỉ ngơi thì nên làm bài luôn, không để quá muộn. Như vậy cậu sẽ hoàn thành bài sớm và không cáu giận nữa. Và giáo viên sẽ tiếp tục cho một hai học sinh ý kiến để tìm ra được cách giải quyết hiệu quả cho một hoặc hai tình huống điển hình. Phần ví dụ này, giáo viên có thể cho học sinh tham khảo một số phương pháp ứng xử khi cá nhân mình là người cáu giận hay khi thấy bạn bè mình có biểu hiện cáu giận. Những phần ứng xử này, các thầy cô có thể cho học sinh tham khảo trong sách Tâm lý học đường lớp 2. Đối với phương pháp này, các thầy cô nên lưu ý một số điểm như sau. Thầy cô nên bao quát học sinh để các con tập trung lắng nghe ý kiến của các bạn. Việc các con lắng nghe cũng chính là đang rút ra được cách ứng xử cho bản thân mình. Và giáo viên nên khuyến khích học sinh rèn kỹ năng lắng nghe và đưa ra ý kiến đóng góp mang tính chất xây dựng. Và giáo viên cũng cần đưa ra những nhận xét góp ý kịp thời để có thể định hướng và uốn nắn phù hợp đối với các con học sinh của mình. Phần thứ 3, tôi xin giới thiệu với thầy cô phương pháp đóng vai. Mục đích: tôi sử dụng phương pháp này với mong muốn giúp học sinh được thực hành làm thử một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định, và giúp học sinh suy nghĩ sâu sắc về một vấn đề bằng cách giúp các con tập trung vào một sự việc cụ thể mà các em vừa mới học được. Cách thức thực hiện của phương pháp này như sau. Bước 1, giáo viên giao tình huống đóng vai cho từng nhóm và quy định rõ thời gian chuẩn bị, thời gian đóng vai. Bước 2, các nhóm sẽ thảo luận chuẩn bị đóng vai. Bước 3, các nhóm lên đóng vai. Bước 4, giáo viên sẽ phỏng vấn học sinh đóng vai và các thành viên trong nhóm. Ví dụ, tôi đã đưa ra một tình huống thực tế như sau đối với học sinh trong lớp. Tình cờ một hôm, Lan đến nhà sách và bắt gặp Hoa, bạn cùng lớp của mình, đang khóc lóc đòi mẹ mua cho bằng được cái túi sách có hình Hello Kitty rất là xinh. Mẹ Hoa không đồng ý vì ở nhà Hoa đã có nhiều túi sách rồi. Tuy vậy, Hoa vẫn tiếp tục khóc và ăn vạ. Khi đó, học sinh lớp tôi đã tự phân công đóng vai và mỗi nhóm thì đưa ra một cách ứng xử khác nhau. Sau đó, tôi sẽ đưa ra các câu hỏi cho các nhóm. Vì sao nhóm các em lại lựa chọn cách ứng xử như vậy? Các em thấy phần ứng xử của mình đã thực sự phù hợp chưa? Và đến bước thứ 5 là cả lớp sẽ cùng nhau thảo luận, giáo viên sẽ nhận xét. Có nhóm nào có cách ứng xử khác không? Các con có nhận xét gì về cách ứng xử của nhóm bạn? Theo các em, vai diễn này đã phù hợp hay chưa phù hợp? Và sẽ yêu cầu các bạn trả lời, sẽ giải thích lý do vì sao. Cuối cùng, giáo viên sẽ là người kết luận về cách ứng xử cần thiết trong các tình huống đã đưa ra mà học sinh vừa đóng vai. Trong bài học này, phương pháp đóng vai đã giúp học sinh được rèn luyện thực hành những kỹ năng ứng xử và bày tỏ thái độ trong một môi trường an toàn, đó chính là lớp học, trước khi các con thực hành trong thực tiễn. Học sinh rất hứng thú và chú ý hơn vào bài học, các em được sáng tạo, khích lệ sự thay đổi hành vi theo chuẩn mực đạo đức và ở đây tôi có thể thấy ngay được hiệu quả. Và khi thực hiện phương pháp này thì thầy cô lưu ý, phương pháp này, việc diễn không phải là phần chính của phương pháp
mà điều quan trọng ở đây chính là sự thảo luận sau phần diễn đó và giáo viên đưa ra kết luận. Tình huống đóng vai mà thầy cô đưa ra phải phù hợp với chủ đề bài học, lứa tuổi, trình độ học sinh, điều kiện và hoàn cảnh của lớp học. Tình huống đưa ra không nên quá dài, không quá phức tạp và phải có nhiều hướng để giải quyết. Thời gian cũng cần phù hợp cho học sinh thảo luận để xây dựng kịch bản và chuẩn bị đóng vai. Đặc biệt, trong khi mà học sinh đang thảo luận và chuẩn bị đóng vai thì các thầy cô, giáo viên chúng ta nên đi đến từng nhóm để lắng nghe và gợi ý giúp các con và nên khích lệ cả những học sinh mà nhút nhát cùng tham gia. Trong cái phần này, nếu thầy cô có thể chuẩn bị cho các con một chút hóa trang và đạo cụ thì rất tốt, nó có thể giúp tăng tính hấp dẫn của tiểu phẩm đóng vai. Tóm lại, thưa thầy cô, những phương pháp kỹ thuật tôi trình bày ở video này đều mang tính chất gợi ý cho các thầy cô. Tôi rất hy vọng những kinh nghiệm ít ỏi của tôi sẽ giúp thầy cô có được những giờ học hiệu quả. Trong buổi chia sẻ hôm nay, tôi đã sử dụng bài học trong cuốn sách Tâm lý học đường lớp 2 để minh họa cho các thầy cô. Đây là một cuốn sách mà mỗi bài học đều gắn liền với thực tế, khâu trình bày nội dung rất được tác giả chú trọng. Các trang sách được giảm thiểu tối đa chữ viết, hình minh họa cũng được thể hiện ấn tượng và đặc sắc. Điều này không chỉ giúp học sinh dễ nắm bắt kiến thức hơn, mà các thầy cô cũng dễ dàng mang đến những tiết học sôi động, thú vị. Cảm ơn các thầy cô đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các thầy cô vào buổi chia sẻ tiếp theo ạ.